thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cao đời sống nhân dân, tạo ra lực lượng sản xuất mới làm tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò của nhà nước xã hội chủ nghĩa, tăng cường mối quan hệ liên minh giữa công nhân, nông dân, trí thức, tạo tiền đề hình thành phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Gì lạ mày? Trách nhiệm là vai trò trách nhiệm của thứ tám đấy. Có nhận thức đúng đắn về tính chất yếu tố khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hiện đại hóa đất nước trong sản xuất kinh doanh, cần phải lựa chọn ngành mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và thế giới, nhất là thế giới khi chúng ta là thành viên của WTO. Tiếp thu ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại hóa và sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành thấp, có khả năng tiếp cận thị trường, tối đa hóa lợi nhuận. Tôi kịp rồi. Con đang tập đi. Thường xuyên tập tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Em hướng hiện đại hóa đáp ứng nhiều lao động kỹ thuật cho sự phát triển công nghiệp hiện đại hóa. Hay quá, mình giỏi quá. Rồi đây nữa.